Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Bấy giờ, Salomon vời đến mình ở tại Jerusalem các trưởng lão Israel, hết thảy các quan trưởng của chi phái và những trưởng tộc của Israel, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành của David, tức là Si-ôn. Trong lúc lễ nhằm tháng Ethanin là tháng 7, hết thảy người nam của Israel đều nhóm lại cùng vua Salomon. Khi các trưởng lão Israel đã đến, thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va dời đi luôn với đền tạm và các khí dụng thánh ở trong đền tạm. Những thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên. Vua Sa-lô-môn và cả hội chúng Israel đã hiệp với người và đứng trước hòm, giết bò và chiên làm của lễ rất nhiều, không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí thánh, dưới cánh cherubim, vì các cherubim dương cánh ra trên nơi để hòm, che thân trên hòm và các đoàn khiêng. Các đoàn khiêng dài đến nỗi người ta từ nơi thánh ở trước nơi chí thánh có thể thấy được, nhưng ở ngoài thì chẳng thấy. Các đoàn ấy ở đó cho đến ngày nay. Trong hòm chỉ có hai bảng đá mà Môi-se đã để tại núi Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc họ ra khỏi xứ Ai Cập. Sải khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ Sa-lô-môn nguyện rằng: Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối tăm mờ mịt. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi đã cất xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời. Đoạn, vua xây mặt lại và chúc phước cho hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói rằng: đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì từ miệng Ngài có phán hứa với David cha ta, và bởi tay Ngài đã làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng: từ ngày ta đã đem Israel ta ra khỏi Ai Cập, ta không chọn thành nào trong các chi phái Israel đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự, nhưng ta đã chọn David để người trị vì dân Israel ta. Vả David cha ta có ý cất một cái đền cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va có phán với David cha ta rằng: khi ngươi có ý xây đền cho danh ta thì lấy làm thậm phải, song ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai ngươi do lòng ngươi sinh ra sẽ cất đền cho danh ta. Vậy Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán: vì ta kế vị David cha ta ngồi trên ngôi Israel y như Đức Giê-hô-va đã hứa, và ta đã cất đền này cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó ta đã dọn một chỗ để hòm. Trong hòm có sự giao ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Kế đó, Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, bèn giơ tay lên trời mà rằng: lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. Đối cùng tôi tớ Chúa là David cha tôi, Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hễ điều chi miệng Chúa phán thì tay Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày nay. Vậy hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ôi, ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tớ Chúa là David cha tôi rằng:
Nếu con cháu ngươi cẩn thận các đường lối mình, đi ở trước mặt ta, y như ngươi đã đi, thì trước mặt ta sẽ chẳng hề thiếu một kẻ hậu tự ngươi đặng ngồi trên ngôi nước Israel đâu. Hỡi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy làm cho ứng nghiệm lời Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa là David, cha tôi. Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa trời, dầu đến đổi trời của các tầng trời, chẳng có thể chứa ngài được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy hỡi Jehovah Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đói đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tớ Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tớ Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này, là chỗ mà Chúa đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại đó, đặng nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa hướng nơi này mà cầu. Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu, xin Chúa hãy dũ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Khi ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình và người ta bắt ai đó phải thề, nếu người đến thề trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy nghe, đối đãi và xét đoán tôi tớ Chúa mà lên án cho kẻ dữ, khiến đường lối nó đổ lại trên đầu nó và xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy theo sự công bình của người. Khi dân Israel của Chúa vì cớ phạm tội với Chúa bị kẻ thù nghịch đánh được, nếu chúng nó trở lại với Chúa, nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Chúa trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Nếu các tầng trời bị đóng chặt không có mưa bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, xây bỏ tội lỗi mình sau khi Chúa đã đoán phạt họ, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho các tôi tớ Chúa và cho dân Israel của Ngài. Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi và giáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ xảy có đói kém, ôn dịch, hạn hán, ten sét, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ, hay là có tai vạ chi, tật bệnh gì, nếu có một người hoặc cả dân Israel của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình mà giơ tay ra hướng về đền này và cầu nguyện, khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, dũ nghe và tha thứ cho, đối đãi báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người, để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. Vả lại, về khách lạ là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh Ngài từ xứ xa đến, vì người ngoại bang sẽ nghe nói về danh lớn của Chúa, về cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Chúa, khi người đến cầu nguyện trong nhà này, xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, dũ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa, để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa, y như dân Israel của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền này mà tôi đã xây cất. Khi dân của Chúa đi chiến trận cùng quân thù nghịch mình, theo con đường Chúa đã sai đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, xây mặt hướng về thành Chúa đã chọn và về đền tôi đã cất cho danh Ngài, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe các lời cầu nguyện nài xin của chúng và binh vực quyền lợi cho họ. Khi chúng nó phạm tội cùng Chúa, vì không có người nào chẳng phạm tội, và Chúa nổi giận, phó chúng nó cho kẻ thù nghịch, khi họ bị bắt làm phu tù đến xứ của kẻ thù nghịch, hoặc xa hoặc gần, ví bằng trong xứ mà họ bị tù, họ nghĩ lại, ăn năn và nài xin Chúa mà rằng, chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nhược bằng,
tại trong xứ mà thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù. Họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài, mặt hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa. Thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và binh vực quyền lợi cho họ. Tha cho dân Chúa tội lỗi và các sự trái mạng mà họ đã phạm cùng Ngài. Xin Chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu tù có lòng thương xót họ. Vì dân Israel vốn là dân sự Chúa, cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã đem ra khỏi Ai Cập, tức khỏi giữa lò sắt. Nguyện Chúa đoái xem kẻ tôi tớ Chúa và dân Israel của Ngài, dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ mỗi lần họ kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Chúa Giê-hô-va ơi, Chúa đã phân cách họ khỏi các dân tộc trên đất để họ làm cơ nghiệp Chúa, y như Chúa đã phán bởi miệng Môi-se là tôi tớ Chúa, khi Chúa đem tổ phụ chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Khi Sa-lô-môn đã cầu với Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện nài xin này xong, bèn đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, khỏi nơi người đã quỳ, tay giơ lên trời. Người đứng chúc phước lớn tiếng cho cả hội chúng Israel mà rằng: đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va là đấng đã ban sự bình yên cho dân Israel của Ngài tùy theo các lời Ngài đã hứa. Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se kẻ tôi tới Ngài phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng tôi. Nguyện Ngài dục lòng chúng tôi hướng về Ngài, hầu chúng tôi đi trong mọi đường lối Ngài, giữ những điều răn, luật pháp và mạng lệnh của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng tôi. Ước gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày đêm vũ lòng nhớ đến các lời ta đã nài xin trước mặt Ngài, hầu cho tùy việc cần ngày nào theo ngày nấy, Đức Giê-hô-va binh vực quyền lợi của tôi tớ Ngài và của dân Israel, hầu cho muôn dân của thế gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác. Vậy các ngươi khá lấy lòng trọn lành đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta để đi theo luật lệ Ngài và giữ gìn điều răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay. Vua và cả Israel đều dâng các của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Sa-lô-môn dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va 22.000 con bò đực và 12.000 con chiên. Vua và cả dân Israel đều dự lễ khánh thành đền của Đức Giê-hô-va là như vậy. Trong ngày đó, vua biệt riêng ra nơi chính giữa của hành lang ở trước đền thờ của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân các của lễ thiêu, của lễ chay và mở về của lễ thù ân, bởi vì bàn thờ bằng đồng để trước đền của Đức Giê-hô-va là nhỏ quá đựng các của lễ thiêu, của lễ chay và mở về của lễ thù ân không đặng. Trong lúc đó, Sa-lô-môn và cả dân Israel, một hội chúng rất lớn ở từ miền Ha-mát cho đến khe Ê-díp-tô, hiệp tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà giữ lễ trong 7 ngày, lại 7 ngày khác nữa, cộng 14 ngày. Ngày thứ 8, vua cho dân sự về, dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng rỡ vui lòng về mọi sự tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David kẻ tôi tớ Ngài và cho Israel dân sự của Ngài. Chương 9. Khi Sa-lô-môn đã cất xong nhà của Đức Giê-hô-va, cung điện và mọi sự người muốn cất, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người lần thứ nhì, y như Ngài đã hiện ra cùng người tại Ga-ba-ôn. Đức Giê-hô-va phán với người rằng: ta đã nhậm lời cầu nguyện nài xin của ngươi thưa trước mặt ta. Ta đã biệt riêng ra thánh cái đền này mà ngươi đã cất để cho danh ta ngự tại đó đời đời. Mắt và lòng ta sẽ thường ở đó mãi mãi. Còn ngươi, nếu ngươi đi trước mặt ta như David cha ngươi đã đi, lấy lòng trọn lành và ngay thẳng mà làm theo các điều ta đã phán dặn ngươi, giữ những luật lệ và mạng lệnh của ta, bây giờ ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi kiên cố đến đời đời trên Israel, y như ta đã hứa cùng David cha ngươi mà rằng: ngươi sẽ chẳng hề thiếu kẻ hậu tự ngươi ngồi trên ngôi Israel. Nhưng nếu ngươi và con cháu các ngươi xây bỏ ta,
không giữ các điều răn và luật lệ ta đã truyền cho các ngươi, đi hầu việc những thần khác và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ trút Israel khỏi đất ta đã ban cho chúng nó, trừ bỏ khỏi trước mặt ta cái đền này mà ta đã vì danh ta biệt riêng ra thánh, và Israel sẽ trở nên lời tục ngữ và trò cười giữa muôn dân. Còn đền này, dầu cao giường nào, ai đi ngang qua gần nó cũng lấy làm lạ lùng chê bai mà rằng: cớ sao Đức Giê-hô-va có làm cho xứ này và đền này như vậy? Người ta sẽ đáp rằng: ấy vì chúng nó đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, là đấng đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ theo các thần khác, thờ lại các thần ấy và hầu việc chúng nó. Vì cớ đó, Đức Giê-hô-va đã giáng trên họ các tai họa này. Xảy ra vừa chẳng 20 năm khi Sa-lô-môn đã xây xong hai cái nhà, tức là đền của Đức Giê-hô-va và cung điện vua, thì bây giờ vua Sa-lô-môn ban cho Hiram vua Tyre 20 thành ở xứ Galilê, vì Hiram có cấp cho Sa-lô-môn gỗ bá hương, gỗ tùng và vàng tùy người muốn bao nhiêu. Hiram từ Tyre đến đặng xem các thành mà Sa-lô-môn đã ban cho mình, nhưng các thành đó chẳng đẹp lòng người, và người nói rằng: hỡi anh, những thành mà anh cho em đó là cái gì? Rồi người gọi các thành ấy là xứ Kabul, hãy còn gọi như vậy đến ngày nay. Vả, Hiram đã gửi cho vua Sa-lô-môn 120 ta lân vàng. Này là cớ sao Sa-lô-môn đã bắt sâu đặng xây cất đền Đức Giê-hô-va và cung điện mình luôn với Milo, vách thành Jerusalem, Hát-so, Megiddo và Gê-xê. Pharaon, vua của Ai-cập, đã đi lên chiếm lấy Gê-xê, thiêu đốt nó và giết những dân Canaan ở trong thành, rồi ban thành ấy làm của vu quy cho con gái mình là vợ Sa-lô-môn. Vậy Sa-lô-môn xây thành Gê-xê, Bết-hô-rôn dưới, Ba-lát và Tác-mốt tại trong đất rừng của xứ, lại xây các thành có những kho trữ lương phạn của Sa-lô-môn, những thành để xe cộ, những thành cho quân kỵ và mọi điều gì đẹp lòng Sa-lô-môn xây cất tại Giê-ru-sa-lem, trong Li-ban và trong cả xứ phục dưới quyền người. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít không thuộc về dân Israel, tức là các con cháu của chúng nó còn lại ở trong xứ mà dân Israel không đủ sức diệt hết được, thì Sa-lô-môn bắt phụ làm sâu dịch cho đến ngày nay. Nhưng Sa-lô-môn không bắt dân Israel làm tôi mọi, song họ làm binh chiến, tôi tớ, quan trưởng, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người. Còn về các quan trưởng đặt lên coi sóc các công việc của Sa-lô-môn, số là 550 người, họ cai trị dân làm công việc. Con gái Pharaon ở thành David đi lên cung mà Sa-lô-môn đã xây cất cho nàng. Bấy giờ người xây cất Milo. Mỗi năm ba lần, Sa-lô-môn dâng của lễ thiêu và của lễ thụ ân trên bàn thờ mà người đã đóng cho Đức Giê-hô-va và sông hương trên bàn thờ đã đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Người xây xong đền thờ là như vậy. Vua Sa-lô-môn cũng sắm sửa một đoàn tàu tại Esion-Gebe gần Elot trên mé biển đỏ trong xứ Edom. Hiram sai những tôi tớ mình, tức những thủy thủ thông thạo về nghề đi biển, đến trong đoàn tàu đó đặng giúp tôi tớ của Sa-lô-môn. Họ đi Ophir đem về cho Sa-lô-môn 420 ta lân vàng. Thi Thiên 112. Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài. Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, và sự công bình người còn đến đời đời. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng, người hay làm ơn, có lòng thương xót và là công bình. Phước cho người nào hay làm ơn và cho mượn. Khi người bị kiện, ác sẽ được đoán xét cách chánh trực. Người cũng chẳng hề bị lay động. Kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. Người không sợ cái tin hung, lòng người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Lòng người kiên định chẳng sợ chi, cho đến khi người thấy các cừu địch mình bị báo. Người vãi tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn, sự công bình người còn đến đời đời.
sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển. Kẻ ác sẽ thấy bèn tức giận, nghiến răng và bị tiêu tan. Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư mất đi. Sách A-mốt, chương 1. Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Israel đang đời Ô-xia vua Giu-đa và đang đời Jeroboam, con trai Joash vua Israel, 2 năm trước cơn động đất. Người nói rằng, Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Jerusalem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu. Chót núi Cạc-mên sẽ khô héo. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át. Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Ha-sa-ên đặng thiêu nuốt đền đài của Ben-ha-đát. Ta sẽ bẻ gãy then của Đa-mách. Ta sẽ dứt dân cư khỏi trũng A-ven và kẻ cầm cây trượng khỏi nhà Ê-đen. Còn dân sự Syri sẽ bị đày qua Ki-rơ làm phu tù. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Bởi cớ tội ác của Ga-sa đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã đem hết dân sự đi làm phu tù mà nộp cho Ê-đôm. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-sa. Nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. Ta sẽ dứt dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi Ách-ca-lôn. Ta sẽ trở tay ta nghịch cùng Ét-rôn và phần sót lại của người Philistin sẽ chết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Bởi cớ tội ác của Ti-rơ đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ti-rơ, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bỏ cả lòng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thịnh nộ đời đời. Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Bởi cớ tội ác của con cái A-môn đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đàn bà đang có thai của Ga-la-át đặng mở rộng bờ cõi mình. Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Rabba, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giả trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp. Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 2. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Bởi cớ tội ác của Mô-áp đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm đặng làm ra vôi. Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp, nó sẽ thiêu nuốt đền đài của Ke-ri-dốt. Mô-áp sẽ chết trong sự ồn ào giữa tiếng kêu khi tiếng kèn thổi. Ta sẽ dứt quan xét khỏi giữa nó và giết hết thảy các quan trưởng nó với nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không vâng theo lệ luật Ngài. Những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo làm lầm lạc chúng nó. Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Jerusalem. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Bởi cớ tội ác của Israel đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc, bán kẻ nghèo lấy một đôi dép. Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó và làm cong đường của kẻ nhu mì. Con và cha cùng đến chung một đứa gái, như vậy làm cho ô danh thánh ta.
chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo sống đã nhận làm của tin và uống rượu của kẻ phải phạt trong miếu thần chúng nó. Dầu vậy, chính ta đã tuyệt diệt người Amorít trước mặt chúng nó, là thứ người cao bằng cây bách và mạnh như cây dẻ bột. Ta đã diệt những trái nó ở trên và những rễ nó ở dưới. Ta cũng đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập và dắt các ngươi trong đồng vắng trải 40 năm, hầu cho các ngươi được đất của người Amorít làm sản nghiệp. Ta đã giấy mấy kẻ tiên tri lên trong vòng con trai các ngươi và giấy mấy người Nasire lên trong vòng bọn trai trẻ các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái Israel, chẳng phải vậy sao? Nhưng các ngươi đã cho các người Nasire uống rượu và cấm các kẻ tiên tri rằng chớ nói tiên tri. Này, ta sẽ chận ép các ngươi trong nơi các ngươi, cũng như cái xe đầy những lúa bó chận ép. Người lẻ làng sẽ không thể trốn được, người mạnh mẽ sẽ không bổ sức cho mình nữa, và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống mình. Kẻ dương cung sẽ chẳng đứng vững được, kẻ có chân lẻ làng sẽ chẳng lánh khỏi được. Người cưỡi ngựa sẽ không thể cứu mình, và kẻ bạo gan trong những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.